Rồi chào mọi người ha. Chào mọi người đã đến với kênh video của mình. Hôm nay mình có cái đài sáp mọi người. CRF 5620Z. X ha, 5620ZX. Rồi. Cái đài này nó có cái thêm có vào mọi người, line in ha. Hai lỗ này nghe line in nè, đó. Này lo nè. Mất cái nắp pin ha. Rồi, dây cắm nguồn. Rồi thì mình xem mặt trước ha, mặt trước có gì nha, đó mặt trước đó. Rồi thì logo sáp ha, này là chỉnh pen tần số FM AM ha. Rồi này ngút nguồn ha, lên xuống ha, ba lăng volume ha, này volume gạt ha, volume trượt đó, cái này là equalizer ha. Rồi băng ha, băng này nó bị đứt dây rồi hết rồi nên không có chạy cho mọi người đó. Rồi hai học băng ha, học và đọc, học ghi ha, học đọc với ghi luôn. Rồi giờ mình sẽ cắm điện, mình test lên nguồn nha, test lên nguồn cho mọi người xem nha. Đó. Thì mình sẽ cắm vô vô đây nha. Đó, rồi. Rồi test nha. Mình sẽ bật nguồn lên. Rồi. Đó, mình giờ không có dính đài, nó chớp đèn hết nhưng mà đó, giờ nó không có lo nữa, mình không thử được. Đó. Vô đài là nó chớp chớp vậy đó. Rồi, ok ha. Còn cái này có vào đó, mọi người có thể nghe bằng điện thoại di động á, nghe làm cái này làm cái loa ngoài ha, hoặc là nghe máy tính cắm vô để làm loa ngoài, loa nghe nghe hay hơn là loa mà đi bán với máy tính đó mọi người, loa mà chuyên vô tính cũng hay hay hơn đó. Rẻ nữa. Rồi mọi người về đi kiếm cái loa gắn vô hai bên thôi, gắn vô hai bốn cọc này nè, đó bốn cọc này nè, nhiều bốn cọc đó là xài gỗ vào ha. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha, hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo, bye bye.